Xong chưa? Ngày giỗ ra mẹ mà chú lề mề quá. Dạ đã xong rồi thưa anh, mời anh Khân. Ngày xưa ở ngôi làng nọ, có hai anh em sống với nhau. Cha mẹ mất sớm, người anh tên Tham, còn người em tên là Thật. Chú xong rồi á, thì lên đây, anh có chuyện muốn nói. Dạ anh hai có gì dạy bảo, em xin nghe. Anh á, chỉ truyền lại lời của cha mẹ trước khi lâm chung. Cha mẹ nói anh không được khỏe nên không được làm việc nhà. Từ nay bao nhiêu việc thì để chú ba làm. Dạ em khỏe mạnh, em sẽ làm hết. Anh hai không phải lo. Giờ em đi ra đồng cắt cỏ đây. Cứu với, có ai cứu với? Cứu tôi với. Tội nghiệp quá. Chắc mày đau lắm đúng không? Chờ tao một chút. Đừng bỏ tôi. Xin đừng bỏ tôi. Không đâu, tao sẽ không bỏ mày đâu. Cảm ơn ngài đã cứu mạng. Tặng ngài một cái cây, sau này sẽ có ích cho ngài. Cây khế đẹp quá. Chú đi lấy được có tí củi mà lâu như vậy hả? Không biết đường về nấu cơm sao? Dạ do em phải cứu một con chim bị dính bẫy nên mới về muộn. Bây giờ em sẽ đi nấu cơm liền. Có chim hả? Nó đâu rồi? Em thả nó ra rồi. Trời ơi, sao chú dại dột như vậy hả? Mang nó về có phải là được một bữa ăn ngon không? Thôi đi nấu cơm lẹ đi. Còn cây đó là gì? Dạ con chim cho em, nên em định mang ra vườn trồng. Chẳng được tích sự gì hết. Có trồng thì mang ra bãi đất hoang mà trồng. Đừng để nó chiếm hết đất cây của anh. Lớn nhanh nhé cây. Do làm việc quá sức, Thật bị té xỉu. Lạ lùng thay, cây khế vừa trồng lớn nhanh như thổi, che bóng mát cho Thật. Thời gian trôi, hai anh em Tham và Thật cứ ở bên nhau như vậy cho đến ngày Tham lấy vợ. Trời ơi, chú không thấy anh chị về nóng bức hay sao mà không mang nước uống? Dạ em đang phơi thóc, anh chị đợi em tí. Ôi, cầm mình nước không thì sao mà uống? Ngửa cổ lên uống à? Bực cả mình, đi về nắng nóng còn gặp thêm chuyện à. Rồi cơm nước đã xong chưa? Dạ em đã nấu xong rồi. Mời anh chị vô ăn cơm. Mà anh thấy á, cỏ ở ruộng nhà mình đã cao hơn gang tay rồi đó. Ra làm liền đi, người ta làm xong hết rồi. Dạ để em đi bây giờ. Anh Thật ơi, anh Thật. Cô Thơm gọi tôi. Anh nghỉ tay, ăn cơm uống nước đã, rồi hãy làm tiếp. Cô Thơm nấu ăn ngon quá à. Nếu anh thấy ngon thì ngày nào tôi cũng nấu cơm cho anh ăn có được không? Tôi sợ cô Thơm mệt thôi. Không sao, chiều nay á tôi có đánh cá, mai tôi làm cá kho cho anh ăn nha. Có thằng Thật, nhà mình đỡ ghê. Việc trong việc ngoài nó lo hết. Tôi thấy á, đã đến lúc để thằng Thật ra khỏi nhà rồi. Cho nó ra riêng là mình phải tốn tiền thuê thợ. Vậy ông tính coi, cái nhà này cũng có phần của nó. Giờ không cho nó ra ở riêng á thì phải chia nhà. Rồi đến khi nó lấy vợ, mình phải tốn tiền hỏi vợ cho nó nữa. Vậy phải làm sao? Tôi không muốn chia nhà cho nó, cũng không muốn hỏi vợ cho nó. Chuyện đó ông khỏi lo, tôi đã tính rồi. Thật, lại đây, anh có chuyện muốn nói. Dạ, anh có điều chi dạy bảo? Chú Thật nay đã lớn rồi, đến lúc chú phải ra riêng mà sống. Nghĩ đến đây, anh thấy buồn quá. Dạ thưa, em chưa có ý định ra riêng.
Chú lớn rồi, cứ ở mãi với anh chị cũng không có hay. Hàng xóm lại nói ra nói vào, rồi không ai muốn gả con gái cho chú à. Nhưng em cũng chưa định lấy vợ. Chú không lấy vợ, ba mẹ dưới suối vàng lại trách anh không lo cho chú đàng hoàng. Giờ chú cũng không biết đi đâu. Thôi thì tôi thấy ngày trước, chú có trồng cây khế ở bãi đất quan, ra đó mà ở. Dạ, em xin nghe theo sắp xếp của anh chị. Trước khi mất, cha mẹ cũng nói, hễ đồ vật gì dính chữ cái là của anh, còn chữ đực là của chú. Dạ, đã là ý cha mẹ thì em không dám cãi. Vậy giờ chú coi cây nào thuộc về chú, chứ cây già, cây bàn, cây ghế đều dính chữ cái hết. Vậy quần áo của em, đồ dùng cá nhân như giường chiếu, đó là cái quần, cái áo, cái giường, cái chiếu chú phải để lại hết. Vậy đồ vật nào là được? Cây đực rửa, nó là của chú. Dạ, thôi vậy cũng được. Em thân một mình cũng chả cần gì, em chỉ cần cây rửa của em. Ở tập trước, vì sợ phải chia gia sản với Thật, vợ chồng Tham đã lừa Thật ra khu đất quan ở. Khi đi, hay về, cô Thơm bằng lòng về ở, không cần phải ngày ngày ăn rau nữa. Có khi đem bán được ít tiền, mua thịt mua cá cũng nên. Vậy thì từ nay, vợ chồng mình đỡ phải vất vả rồi. Ngày tháng qua nhanh, Thật đã cất được nhà và đón Thơm về chung sống. Cây khế nay đã cao lớn và ra nhiều quả chín. Khuya rồi, ngủ thôi mình, mai dậy sớm gánh nước. Mình cứ ngủ đi, anh bệnh xong cái lưới này, nếu con quạ kia còn dám đến phá cây khế, anh sẽ quăng lưới bắt nó. Khế thơm quá, thơm quá. Con quạ kia, hôm qua mày ăn hết khế nhà tao, hôm nay lại dám đến ăn tiếp mà. Vợ chồng tôi chỉ có cây khế là tài sản đáng giá. Quả ăn hết khế rồi, vợ chồng tôi biết lấy gì mà sống đây. Thật rồi, thật rồi. Sao các ngươi bắt con của ta? Hãy trả con của ta lại đây. Công ta chăm sóc khế, con của nhà ngươi đến đây phá nát cây khế, chúng ta không còn gì để mang đi đổi gạo, không có thể chấp nhận được. Ăn một quả trả con vàng, mấy túi ba gan mang theo mà đựng. Sáng mai ta sẽ đến đón ngươi đi lấy vàng.
đây là vàng của nhà mình. Vợ chồng mình từ nay không cần phải ăn khoai với rau nữa rồi. Từ nay muốn cá có cá, muốn thịt có thịt. Trong làng còn nhiều người nghèo khổ, nay vợ chồng mình có vàng, mình sẽ giúp cho họ nữa nha anh Thật. Cảm ơn quả nhiều lắm ngang. Đây là những quả khế tôi đã lựa, xin tặng quả để cảm ơn. Cây khế cho nhiều quả ngọt và thu hút quả khổng lồ đến ăn. Để trả ơn, quả bảo Thật mai túi ba gang và chở Thật đi lấy vàng ở đảo quan. Ông nghe tôi hỏi nè, tiền ở đâu á? Ba vợ chồng thằng Thật á, nó hết xây nhà cao cửa rộng, lại tàu khách trăm mẫu ruộng đất vậy hả? Trời ơi, có phải là ông lấy giấu tôi đem tiền cho vợ chồng nó không? Ôi dạ, trời ơi, đau quá à. Không hề, tôi cũng đang tức anh ách đây, không hiểu ở đâu mà vợ chồng nó bỗng giàu lên như vậy. Có khi nào mảnh đất đó có chứa vàng hay không? Chắc chắn là như vậy rồi, chứ không lý nào tự dưng vợ chồng nó lại giàu hơn mình được. Bà tính lôi tôi đi đâu vậy? Thì đi qua nhà vợ chồng thằng Thật chứ đi đâu. Em chào anh chị hai. Dạ, em mời anh chị dùng trà. Tôi tưởng vợ chồng chú thím không nhìn anh chị hai này nữa chứ. Anh chị bận rộn thì không nói, chú thím chẳng chịu qua thăm anh chị lấy lần nào là sao? Dạ, vợ chồng em mấy lần sang thăm nhưng đều không thấy anh chị ở nhà. Thấy chú thím giàu có như vậy, anh chị cũng mừng. Mình là anh em ruột, em cũng không dám giấu. Có con quả ăn khế nhà em rồi trả bằng vàng. Hôm qua nằm mơ thấy cha, cha trách anh sao lại đem mảnh đất này cho nhà em. Đây là đất thờ của dòng họ, phải để con trai trưởng thưởng. Anh chị hết cách, phải sang đây bàn với vợ chồng chú. Anh chị sẽ đổi hết tài sản của anh chị để lấy lại mảnh đất của ông bà để còn hương quả. Nếu anh chị nói vậy, vợ chồng em xin đổi, chứ để cha mẹ buồn. Sao mãi không đến hả? Có khi nào á, do vợ chồng mình ăn mặc đẹp quá, con quả nó nghĩ mình giàu nên không đến ăn khế không? Bà nói cũng đúng ha. Mình phải tìm hai bộ quần áo rách mặc vào. Con quả thấy mình giống vợ chồng thằng Thật nên mới ghé. Sao giờ này chưa thấy con quả đến? Có khi nào vợ chồng thằng Thật lừa vợ chồng mình hay không? Cứ chờ xem sao, biết đâu hôm nay nó ăn no rồi. Ê, con quả đến rồi. Quả ăn khế hết rồi, vợ chồng tôi đâu còn cái gì để ăn. Trời ơi, hình như con quả muốn bay đi kìa, bắt nó lại. Mày dám đến ăn không khế của tao hả? Không trả vàng á thì đừng hòng đi. Ăn khế của tụi tôi, nhà tôi không còn gì để ăn hết. Ăn con quả, trả con vàng, mai túi ba gang, mang theo mà đừng. Một, hai, ba. Vợ chồng mình đó phải giàu gấp 4 lần vợ chồng thằng Thật. Đo túi 12 gang cho tôi. 11, 12. Kỳ này ở đây ai giàu bằng vợ chồng ta? Con quả lề mề, biết vậy ngủ thêm tí nữa. Quả đến rồi. Thôi,
Tôi đi đây, bà ở nhà chờ tôi. Không, ông ở nhà chờ tôi về. Không được, tôi là trụ cột trong nhà, phải để tôi đi lấy vàng mới được. Nhanh nhanh, kẻo không kịp về. Vậy thì cả hai vợ chồng mình cùng đi nhé. Nhanh lên, nhanh lên. Thằng thật đúng là ngu, vàng nhiều như vậy mà chỉ lấy có 3 gram. Vợ chồng ta quyết không bỏ vàng đâu. Con quạ kia, cứ cố bay nhanh đi. Vàng của tôi, vàng của tôi. Đồ quạ ngu không, mau trả vàng lại cho tao. Từ đó về sau, vợ chồng thật sống hạnh phúc bên nhau. Họ lúc nào cũng tích đức làm việc thiện và chăm sóc cây khế cẩn thận. Hôm nay là một ngày thiệt đẹp. Ai mà đẹp thế này? Một gương mặt xinh đẹp nhất trong rừng chính là cáo ta chứ còn ai. Chào chị cáo, chúc chị buổi sáng tốt lành. Ôi, ai đây? Sao mà trông ghê quá vậy? Em là Cốc Tía đây. Nhà ngươi có phải là thằng Cốc Tía lưng đầy mụn đó không hả? Dạ em đây. Chị đang làm gì đó? Ta với nhà ngươi có chị em gì mà gọi chứ. Mau đi đi, đừng có lây những cái mụn cốc lên bộ lông xinh đẹp của ta. Em sinh ra đã mang mụn cốc này rồi. Gia đình em đều có mụn cốc trên người. Nhựa cốc trên lưng là để bảo vệ. Mặc kệ lý do gì, ta không chơi chung với kẻ xấu xí như nhà ngươi đâu. Mau đi đi. Con cô quậy, con cô quậy à, con cô quậy à. Tại cua đánh trống hay quá. Tôi đang tìm một người để cùng tôi lập một ban nhạc. Tôi đánh trống và bạn ấy hát. Hay quá, cho mình hát chung nha. Được không? Phải thử thì mới biết. Đã xấu rồi còn hát dở tệ à. Tưởng cổ to thì hát hay, ai ngờ lại dở đến như vậy. Đừng hát nữa. À, vậy bạn dạy tôi đánh trống nha. Xấu xí mà cũng đòi đánh trống nữa hả? Nè cua, ta khuyên ngươi nên đuổi nó đi. Cạo mấy cái mụn cốc xấu xí của nó đó, làm ô nhiễm nguồn nước đó. Tôi chỉ muốn chơi với mọi người thôi mà. Không ai làm bạn với nhà ngươi đâu. Mau đi đi. Thôi thôi, bạn đi đi, bạn đi đi. Mau cút đi. Tôi đi ngay, đi ngay, đừng kẹp tôi. Ôi dạ, này cua kia, sao ngươi
dáng xấu xí của bạn Cốc. Giọng cười của chị còn đáng ghét hơn. Mau đi đây, nếu không tôi kẹp đứt đuôi bây giờ. Ta là gấu xám, ta đi dân câu cá ở đâu mau ra đây nào. La 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 la. Quái, cây cần câu của mình đâu rồi ta? Ai? Là ai đã ăn cắp cây cần câu của mình rồi? Ai? Ai vừa cười đó? Dạ, là cháu. Là Cốc Tía ạ. Ồ hay, sao ta không thấy cháu? Cháu nấp trong lùm cây làm gì vậy? Dạ, tại cháu xấu xí nên sợ ra ngoài sẽ làm mọi người sợ và chê cười. Ồ, tưởng chuyện gì? Ra đây nào, bác không sợ cháu đâu. Cháu chào bác Gấu. Bác đang đi đâu đó? Bác đang đi câu cá. Nhưng thật là quái lạ, ai đã lấy mất cần câu của bác rồi? Cần câu vẫn nằm trên vai bác, chứ có mất đâu. Ta lẩn thẩn mất rồi. Ủa, mà sao cháu không ở bờ hồ mà lại lang thang ở đây vậy? Dạ, tại mấy bạn chơi cháu xấu xí, không ai thèm chơi với cháu. Cháu có sao không? Bác xin lỗi nghe. Định an ủi cháu mà xem ra bác mạnh tay quá. Cháu không sao. Cốc Tía nè, cháu là một cậu bé tốt bụng, rồi mọi người sẽ hiểu ra tấm lòng của cháu thôi. Cháu phải mạnh mẽ lên. Dạ cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bác Gấu. Cháu sẽ luôn luôn sống vui vẻ và giúp đỡ mọi người. Tốt lắm. Giờ thì hãy đi câu cá với bác nào. Chúng ta luôn vui vẻ. Chúng ta luôn vui vẻ. Ngon quá. Mình phải giết sạch mật ong này mới được. Ta là Cốc Tía. Chị Cáo lại đi ăn cắp công sức của chị ông. Mình phải trừng trị cho Cáo một bài học mới được. Chị Cáo đang làm gì đó? Không được phá đám. Cút, cút đi mau. Tổ ong cao như vậy, chị trèo lên coi chừng té đó. Sao chị không lay cho nó rớt? Nó cũng đúng lắm á. À, còn Cáo định ăn cắp mật ong của mình hả? Chờ đó, ta sẽ cho ngươi biết tay. Cháu ơi, bây giờ trông chị chẳng khác gì tôi cả. Thằng cu kia, từ ngày mai ngươi không được đánh trống nữa. Vậy sao không cho tôi đánh trống? Vô lý quá. Người đánh trống ôm đến giấc ngủ của ta. Đây đâu phải đất của anh. Anh lấy quyền gì mà cấm tôi? Ta chính là chúa tể Sơn Lâm. Lời của ta chính là lệnh. Ta lệnh cho ngươi không được đánh trống nữa. Thật quá đáng mà. Ta là gấu xám, ta là gấu xám, ta luôn vui tươi. Ta là gấu xám, ta luôn vui tươi. À, con cọp kia, ngươi làm cá bơi đi hết rồi. Ai cho ngươi đến đây câu cá hả con gấu to xác ngốc nghếch kia? Cút đi! Đất ở đây đều là của ta hết. Hồ cá này cũng là của ta. Thật là ngang ngược mà.
Thế nào? Ngươi muốn đánh nhau với ta? Để xem ngươi chịu được mấy cú tát của ta. Thôi bỏ đi anh gấu. Anh đấu với tên cọp, dù thắng cũng bị thương thôi, hại thân. Ta thấy mụ ông vậy mà sáng suốt đó. Thân mình ngươi to xác nhưng đầu óc bé xíu, chớ không thông minh bằng mụ ông béo đâu. Nè 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 nè, ngươi nói ai béo đó? Ta nói ngươi đó. Ngươi làm gì được ta? Béo mụ béo. Ta sẽ cho ngươi biết lễ độ. Con mụ béo kia dám chích ta hả? Hãy xem ta trả thù đây. Tổ ông của tôi, các con của tôi. Đáng đời, các người nhớ đó, đất này là của ta. Ngày mai ta còn thấy các người lãng vảng ở đây, ta sẽ cho các người biết tay. Vậy ông đần bồn, để tôi giúp vậy làm lại tổ mới. Tên cọp đáng ghét đó, lần sau ta sẽ cho hắn biết tay. Chào mọi người, mọi người đang làm gì đó? Ủa, sao chị ông lại khóc? Là ai phá tổ của chị vậy? Ê, chính là tên cọp. Ngày mai bác sẽ không để cho hắn ta đắc ý đâu. Hắn sẽ làm bác bị thương đó. Bác không sợ? Nếu chúng ta cứ nhún nhường sợ sệt, chỉ càng làm hắn ta đắc ý thêm thôi. Bác gấu nói đúng. Nếu chúng ta cứ nhún nhường, tên cọp sẽ càng hống hách hơn. Nhưng chúng ta sẽ dùng trí với hắn thay vì dùng sức. Bọn bắt con kia nghe mình đe dọa sợ không dám đến. Từ bây giờ chỗ này là của mình. Cọp kia, nhà ngươi có biết ta là ai không? Ai đó? Ta là Cốc Tía. Ngươi mà tránh ra, không là ta xé xác ngươi bây giờ. Ngươi có biết ta là ai hay không hả? Ta chính là chú tể sơn lâm của khu rừng này. Nhà ngươi không biết ta sao? Ta chính là cậu ông trời đây. Nếu không tin, ta với ngươi thi tài xem ai hơn ai. Ta mà thắng là ta sẽ ăn thịt nhà ngươi. Thi thì thi, ta với ngươi thi nhảy, ai nhảy cao hơn thì thắng. Được, ta chấp người đứng trước, ta đứng sau. Tất cả tại con cốc xấu xí kia nó lừa mình. Chắc chắn là tại nó ganh tị với vẻ đẹp của mình đây mà. Anh chạy đi đâu mà ghê vậy? Thằng cốc đòi ăn thịt ta. Ôi trời ơi, con cốc bé tí đó mà ăn thịt ai được chứ? Nó bảo nó là cậu ông trời đó. Hey, nó lừa anh đó. Không tin á, anh đi theo tôi đến chỗ nó, tôi sẽ trị tội nó cho anh xem. Người nói có thật không? Nếu mà anh không tin á, tôi với anh cuộc đuôi lại với nhau. Bạn cáo thiệt là thông minh. Cốc tuy nhỏ bé nhưng rất gan dạ. Trời, nguy rồi. Cọp đã trở lại cùng với cáo. Phải làm sao đây? Lần này tôi sẽ cho tên cọp biết tay. Đừng lo, tôi đã có cách đối phó. Mọi người mau trốn đi. À, cáo kia, ngươi làm gì chậm chạp vậy? Bảo ngươi nộp cho ta hai con cọp, sao nhà ngươi lại nộp có một con? Sao ta nó bún nước? Hả? À, cáo này, ngươi lại dám lừa ta? Nhanh, mau đem con cọp đến đây cho ta ăn thịt. Quang hô, bạn cóc hay quá, bạn cóc giỏi quá. Từ nay
ca chúng ta phải đoàn kết để chống lại những kẻ xấu. Ừ, đúng, đoàn kết là sức mạnh. Phải ăn thiệt no bụng mới được. Ngọc Hoàng cho gọi ngươi vào châu kia kìa, mau mau đi vào, kẻo Ngọc Hoàng nổi giận. Ta đói quá à, không còn sức đứng chầu đâu, phải ăn no mới có sức vào chầu Ngọc Hoàng chứ. Ngươi chỉ lo ăn dụng, Ngọc Hoàng nổi giận, tội này ngươi có gánh được hay không hả? Thôi được rồi, ta vô gặp Ngọc Hoàng. Ngươi nhớ chừa ta cái đồ gà nha. Dạ, thần Long Dương xin bái kiến Ngọc Hoàng. Không biết Ngọc Hoàng triệu tập thần có chuyện gì hay không? Xưa nay chuyện là mưa dưới nhân gian đều giao cho thần mưa, nhưng nay thần mưa đã già, khó lòng quản được, cho nên ta quyết định giao nhiệm vụ mới này cho ngươi. Nhưng mà thưa Ngọc Hoàng, xưa nay thần chưa làm mưa với dân gian bao giờ, chỉ sợ... Ngươi là Long Dương, trách nhiệm của ngươi là làm mưa tạo phúc cho muôn loài, ngươi không được từ chối. Dạ, thần xin nhận. Ngươi yên tâm, vì là lần đầu nên ta sẽ sai Thiên Lôi phụ giúp ngươi làm mưa. Thiên Lôi đâu? Dạ, Ngọc Hoàng cho gọi thần. Trên miệng ngươi dính cái gì đó? Ngươi dám ăn dụng bánh của ta hả? Được rồi, từ nay chuyện làm mưa dưới trần gian ta giao lại cho hai người đó. Chào Băng Hiền. Đây là gà của ta. Sau này chúng ta sẽ làm việc chung với nhau. Ta tặng ngươi bình nước hoa quả này, rất là ngon đó. Vậy ta cũng không ích kỷ, ta sẽ mời ngươi nửa con gà. Đi, chúng ta ra ngoài vườn ăn thôi. Vậy là Long Dương và Thiên Lôi mãi ăn uống no say mà quên mất nhiệm vụ làm mưa, khiến trần gian thiếu nước, hạn hán khắp nơi, cây cỏ lẫn động vật đang chết dần chết mòn. Làm sao đây, hạn hán đã 3 năm rồi, tại sao trời vẫn không có lấy một giọt mưa? Kiểu này chết mất thôi. Khát khô cổ họng rồi, khát đến mức không còn sức để bước đi nữa. Nè anh Gấu, anh hãy uống đỡ mật ong của tôi đi.
Không, không. Bây giờ một giọt mật cũng rất quý. Chị hãy giữ lại cho mình đi. Anh cứ nhận đi. Những lúc như thế này, chúng ta phải biết san sẻ với nhau chứ. Tôi vẫn còn chịu được. Chị hãy cho cô giọt mật này đi. Tôi thấy cô sắp chịu hết nổi rồi. Nào, tôi giúp cậu. Cảm ơn. Không có hai người, chắc tôi chết mất. Chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ chết khô mà thôi. Tại sao đến bây giờ mà ông trời vẫn không chịu làm mưa? Có lẽ ông trời đã quên mất chúng ta rồi. Hay có khi ông đã ngủ quên. Lẽ nào phải có ai đó đánh thức ông trời vậy sao? Bác gấu nói đúng, phải đánh thức ông trời thôi. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ chết khô mà thôi. Cho nên tôi quyết định ngày mai sẽ đi lên trời để thưa kiện. Chúng ta chỉ là những con vật nhỏ bé, làm sao kiện ông trời lớn được? Hơn nữa, đường lên trời rất xa, chúng ta chưa đi đến đã bị mặt trời thiêu cháy rồi. Nếu không khéo còn bị trời đánh đó. Không được đâu. Ôi, công tía bị điên rồi. Tôi không điên. Nếu mọi người không đi, tôi sẽ đi một mình. Tôi nhất định kiện trời một phen, để trời làm mưa xuống cứu sống mọi người. Nhất định phải kiện được trời làm mưa, cứu sống mọi người mới được. Không có nước, cây cối cũng chết khô, đừng nói là mình. Nè, trong đây chỉ còn vài giọt mật, cậu hãy cầm theo lên đường đi. Chị cứ giữ lấy và chia cho mọi người. Em vẫn còn khỏe lắm. Một mình cậu lên đường, liệu có đi nổi không? Cậu bé tí thế này, đi chừng nào mới đến? Tuy tôi nhỏ, nhưng gan tôi lớn. Tôi tin mình có thể vượt qua khó khăn để đến được nhà trời. Cháu đúng là một cậu bé dũng cảm. Thôi, cháu phải tranh thủ lên đường đây. Mọi người cố gắng chờ cháu về nha. Tôi to xác như vậy mà gan không bằng con cóc tía. Tôi đúng là hèn nhát mà. Tôi càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng. Ở đây đằng nào cũng chết khác. Tôi quyết định đi cùng với cóc lên kiện trời. Nhưng mà ông nói đúng. Hay chúng ta đồng hành cùng cóc liều lên kiện trời một phen. Mọi người đã nói như vậy thì tôi cũng xin đi theo. Chúng ta mau đuổi theo cóc thôi. Khát cháy họng rồi. Tôi chạy hết mỡ rồi. Anh nhìn xem, tôi đã không còn là cô nàng đẹp nhất khu rừng với bộ dạng này. Tôi không còn sức để đe dọa ai nữa. Làm sao mà trở thành chúa tể Sơn Lâm đây? Của tôi! Của tôi! Tôi không còn đủ sức để kéo cô theo nữa rồi, cô cáo à. Tìm cách tháo đuôi cô ra đi. Thôi, thua rồi. Gỡ được thì đã may. Cũng tại anh gánh nhét á, mới khiến cái đuôi của hai chúng ta dính chặt vào nhau. Hôm đó tôi làm sao biết được cô có lừa tôi hay không? Tôi lừa anh làm gì? Anh không thấy con cóc đó nó bé tí hay sao? Tôi không tin. Làm sao một con cóc bé tí như thế lại có gan trêu chọc chúa tể Sơn Lâm như tôi chứ? Chắc là nó có phép màu. Tôi chẳng hơi sức đâu mà cãi nhau với anh. Anh cọp nè, dù gì chúng ta vẫn dính với nhau. Anh hãy chia cho tôi nửa trái dừa trên tay anh được không? Anh coi đó, đùi chúng ta dính vào nhau như thế này,
Lỡ tôi chết thì anh phải kéo xác tôi đi, chẳng phải là vừa nặng vừa hôi thối hay sao? Cô nói cũng có lý. Thôi được, tôi sẽ cùng cô uống trái dừa này. Tôi ác quá. Chúng ta chết mất rồi. Chào anh Cợp, chào chị Cáo. Hai anh chị có sao không? Ôi, đừng, đừng ăn thịt tôi. Ôi, thằng cốc tía siêu lừa gạt kia. Ôi, lâu rồi tôi mới được một bữa ngon như thế này. Ôi, tôi sống lại rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ủa, mà mọi người đi đâu mà đông thế này? À, tôi đang định đi lên kiện trời, bắt ông trời phải làm mưa. Hai anh chị có muốn đi cùng chúng tôi hay không? Nhưng mà... Sắp chết đến nơi rồi, còn nhân với nhị cái gì? Xem cốc tí nhỏ bé mà gan dạ chưa kìa. Anh thì to xác mà gan lại bé à. Tôi thấy hai anh chị hãy cùng đi với chúng tôi đi. Chúng ta đồng lòng thì thế nào cũng tìm được đường lên trời. Mọi người nói cũng có lý. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi lên kiện trời thôi. Tôi với anh Cợp bị vướng với nhau như thế này chắc là khó đi lắm đây. Không sao, để chúng tôi giúp cho. Một lần dứt, một lần đau. Chịu đau tí nha. Tôi mừng quá nên quên cả mình đang sắp chết khát luôn. Ôi, cái đôi xinh đẹp của tôi cuối cùng cũng được tự do rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đôi càng của anh vậy mà lợi hại. Chúng ta có thể dùng nó để đối phó với tướng nhà trời. Tôi xin đi theo cốc. Tôi tin với sự gan dạ và trí thông minh của cốc sẽ dẫn chúng ta đến kiến trời thành công. Tôi cũng tin như vậy. Nên tất cả chúng ta phải đồng lòng. Phải, chúng ta là một đội. Sao vậy chị Cáo? Trước đây tôi có nghe nói rất nhiều người cũng tìm đường lên trời, nhưng mà chưa có ai vào được, đã bị thiên lôi đánh chết rồi. Thiên lôi nghe nói rất là to lớn, một chân có thể giẫm bẹp chi con cô nhỏ bé như tôi. Tôi còn nghe nói trên tay ông ta là một chiếc búa chém sắc như chém bùn, hơn nữa còn được hỗ trợ bởi thiên binh thiên tướng là chó và gà thần. Có gì mà phải sợ, chỉ cần chúng ta đồng lòng nhất định có thể thắng được thiên lôi. Anh Cốc nói đúng, chúng ta đã đi đến đây rồi thì không việc gì phải sợ nữa. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi nghĩ chúng ta phải có một kế hoạch cụ thể mới có thể chiến đấu với thiên lôi và thiên binh thiên tướng. Chị ông nói có lý. Tôi có một kế hoạch, mọi người hãy nghe theo lời của tôi. Đằng kia có một cái chùm nước của trời, anh cua hãy vào trong đó núp. Còn bác gấu, bác hãy nấp sau cánh cửa bên trái. Anh Cợp nấp sau cánh cửa bên phải. Chị Cáo, chị ông hãy nấp sau bức tượng đá kia. Còn tôi sẽ đến đánh trống kêu tới Ngọc Hoàng.
Hễ mà tôi nghiến răng về phía ai, người đó hãy lao ra. Tôi xin lỗi, tôi đi nhầm cửa. Theo tục lệ nhà trời, nếu ai có điều gì quan ức thì đánh trống ngay cửa thiên đình. Sắp đặt xong xuôi đâu đó, Cốc liền đánh ba hồi trống ầm vang như sấm, lay động ngọc hoàng. Đã lâu rồi không nghe tiếng trống ngoài kia. Là ai cả gan dám đánh trống nhà trời vậy hả? Bộ không biết bây giờ đang là giờ nghỉ trưa hay sao? Gì? Ngươi đã đi đâu ba ngày nay hả Thiên Lôi? Bên ngoài có người đánh trống, ngươi mau ra xem. Xin tuân lệnh. Cung đình như vậy hả? Chính là tôi đây. Là kẻ nào? Mau ra mặt đi. Tôi ở dưới này. Chính là tôi đây. Ta còn tưởng ông thần là to gan, hóa ra chỉ là một con vật nhỏ xíu như ngươi. Cái con vật xấu xí kia, ngươi là ai? Tôi chính là Cốc Tía. Ngươi đến đây để làm gì? Dám náo loạn cung đình, có biết tội không hả? Tôi đến đây để kiện trời. Hãy cho tôi vào gặp Ngọc Hoàng. Hỗn láo. Cả gan dám đến đây gây náo loạn, phá giấc ngủ của Ngọc Hoàng, lại còn không sợ chết rồi gặp Ngọc Hoàng nữa hả? Muốn định tội tôi náo loạn cung đình thì cứ gọi Ngọc Hoàng ra đây gặp tôi. Thì người nhỏ bé không hiểu chuyện, ta khuyên ngươi nên về đi là hơn. Không, hôm nay tôi nhất định phải gặp Ngọc Hoàng kiện ngươi cho bằng được. Ngài hãy mau vào báo với Ngọc Hoàng, mau mau ra đây gặp tôi. Nếu ngươi muốn chết thì cứ ngồi ở đó chờ đi. Ngọc Hoàng trăm công ngàn việc, không rảnh để tiếp chuyện với ngươi. Thế nào to gan đánh trống ngoài đó vậy hả? Ta đã bảo ngươi đuổi nó đi rồi mà. Bẩm Ngọc Hoàng, bên ngoài là một con cốc xấu xí, nó đánh trống đòi gặp ngài cho bằng được. Một con cốc xấu xí à? Nó đòi gặp ta để làm gì? Dạ, con cốc to gan kia đòi gặp để kiện ngài. Con cốc to gan kia dám đòi kiện ta, mà kiện ta vì tội gì? Thiên Lôi. Dạ. Ngươi hãy dẫn thiên binh thiên tướng ra ngoài trừng trị con cốc hỗn xược đó cho ta. Thiên binh thiên tướng đâu? Bảo ra trị tội con cốc đó cho ta. Rời đi hay không hả? Tôi đã nói cho tôi vào gặp Ngọc Hoàng, thưa chuyện xong tôi sẽ đi. Ta nói cho ngươi biết, chiếc búa trên tay ta có khả năng tạo sét, chỉ cần ta vung tay lên là sét đánh ngang trời, sấm động bốn cõi, sức mạnh không ai bì nổi. Nay ta tha cho ngươi một mạng, hãy mau đi đi. Nói cho ngươi biết, ta chính là cậu ông trời đó. Ta há sợ tiếng sét của ngươi sao? Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không nhận, tự tìm đường chết. Gà mạnh mẽ đâu? Mau ra đây một chết con cốc này cho ta. Cáo. Họ nhà cáo ta là chuyên trị lụy gà các ngươi đó.
Thật là to gan. Chó đâu? Mau ra đây cắn chết con cáo láo xược này cho ta. Dám cắn gà của thiên đình à? Hát gấu, ứng cứu. À, lão toét kia, hãy xem ta trừng trị các ngươi đây. Chị ông, tiếp chiêu. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi, đau quá. Ôi da, sao? Còn muốn trừng trị bọn này nữa hay không? Tôi xin đầu hàng. Tại sao các ngươi là thế này hả? Bẩm Ngọc Hoàng, không xong rồi. Quân ta đã bị thua tan tác. Cái gì? Các ngươi là thiên binh thiên tướng mà có thể thua một con cóc bé xíu kia ư? Không thể nào tin được. Chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng đoàn kết. Chúng tôi đoàn kết vì một mục đích chính đáng. Không có gì có thể thắng được chúng tôi. Con cóc kia, ngươi hãy nói đi. Ngươi đến đây làm loạn thiên đình với mục đích gì hả? Tôi đến đây là để kiện ngài. Kiện ta chuyện gì hả? Đã 3 năm rồi, vì sao dưới trần gian lại không có một giọt mưa nào? Muôn cây khô héo, vạn vật chết khát. Ngài có biết không? Sao lại có chuyện này? Long Dương, Long Dương đâu hả? Sao 3 năm nay ngươi không làm mưa? Ẩm Bạch Hoàng, thần ngủ quên, mới có 3 ngày. 3 ngày trên trời bằng 3 năm dưới nhân gian, ngươi có biết không hả? Các người là thần tiên, có nhiệm vụ chăm lo cho muôn loài, vậy mà lại lười biếng tham ăn tham ngủ để muôn loài phải chịu khổ. Các người có biết tội hay không? Cốc nè, lúc nãy ngươi đã nói ngươi là cậu ông trời. Xét thấy chúng ta cũng là bà con thân thích, chuyện lần này mong ngươi bỏ qua. Chỉ cần nhà trời mau chóng làm mưa để cứu giúp muôn loài, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Này Long Dương và Thiên Lôi, các ngươi đã biết tội của mình chưa? Chúng ta biết tội. Biết tội. Ta phạt các ngươi không được ăn uống trong 3 ngày và ngay lập tức làm mưa cứu sống muôn loài. Dạ, chúng thần xin tuân lệnh. Ta xử vậy, ngươi có hài lòng không? Muôn tâu Ngọc Hoàng, trần gian được một trận mưa cứu thoát thì còn gì bằng. Chúng tôi vô cùng đội ơn ngài. Nếu hạ giới mà lại bị hạn hán, anh em chúng tôi xin phép lại lên thiên đình nữa nhé. Thôi, cậu không cần phải bận lòng như vậy. Cậu và ta là chỗ thân thích, cậu không cần bày vẽ lên tận đây cho mệt. Khi nào nhân gian hạn hán, cậu cứ việc nghiến răng báo hiệu, ta nghe thấy lập tức làm mưa ngay. Được như vậy thì tôi xin tạ ơn Ngọc Hoàng. Thôi, chúng tôi xin phép ra về. Thấy Cốc Tía nói năng mạnh dạn, bạn bè Cốc lại có thể trị được cả Thiên Lôi, chó thần và gà thần. Ngọc Hoàng muốn yên chuyện nên nhận làm thân với Cốc. Và từ đó thấy Cốc nghiến răng là trời lại làm mưa. Ơi, từ nay tôi có thể luyện tập đánh trống rồi. Ôi, cuối cùng thì bộ lông mượt mà của tôi đã trở lại rồi. Thiệt là tốt quá. Ta lại trở thành mỹ nữ xinh đẹp nhất khu rừng này. Đội nhạc lên nào, ta phải múa hát ăn mừng chiến thắng. Thành công là cậu ông trời, thay mặt thành công là trời đánh cho.